chào bà chị, chuẩn bị. Trước sau có ông nào cũng bảo là gọi không được cái số hôm trước đọc của chị, đọc nhầm hay sao? Hôm mà có mấy cái ổi, mấy cái túc ấy, bảo là đọc số đấy thì số đấy, chả có số khác. Đọc lại số chị. 07733 21358. Nhớ nhá. Chỗ chị Liên. Cái dâm bụt nhỉ? Dâm bụt này bao nhiêu tiền chị? 1,5 triệu. Một thái. Rất nhiều hoa. Hoa như của ớt. Đây là kim tiền nhỉ? Phải cái kim tiền nhỉ? Ba tiền chị. Dạ. 8 triệu lấy lúa này. Lúa rất chắc. Kim tiền 1,8 triệu. Đấy, phi lao thì bao nhiêu tiền ạ? 1,5 triệu. Đấy, Tùng La Hán bao tiền? 2,5 triệu. Già lắm, cái nhìn rất mỹ mãn luôn. Đẹp. Thay đổi tướng trọng lắm đấy. Lắm cái này em bán. Đây, đây gốm tị. Nghệ nhân tị đâu rồi không biết. Sang đang đi uống rượu rồi, rượu sớm. Các bố thường buổi sáng cứ làm tí đấy các bác, đi qua có mùi thơm thơm. Chứ mình quay thì cứ quay thôi. Đấy. Tiếng ông ấy tận đâu á? Hôm trước ông ấy bắt lại cái này xin. À, các bác 2,5 triệu sao hôm trước không nhớ rõ lắm các bạn, nhưng mà hôm nay thay chậu chắc tầm cũng chỉ tầm đấy thôi, 2,5 triệu gì đấy. Ok, để tôi đi sang nghe giảng kia còn rất nhiều cái này. Lục vừng đẹp ấy nhỉ. Cái lục vừng đẹp không? Đấy, bao tiền này? Hàng thải đây hả? Bao tiền cái lục vừng này? Cái lục vừng này anh thường thường anh bán là 2,3 triệu. 2,3 triệu. 2,3 triệu. 2,3 triệu. Ừ. Ôm đá. Hàng ôm đá nhưng mà nó... Sao không thả xuống ngồi chỗ nào đấy cho nó... Anh nhỉ, hàng sống. Đấy. Em sẽ quay này là một đơn thải được không? Đẹp quá đỉnh luôn. Nhiều hoa nhỉ? Đấy, bao tiền cây đấy? Cái này thì anh bán là 7,8 triệu. 7,8 triệu. Bên này cũng thế đúng không? Cái hai cái bằng tiền nhau. Cái đấy bao tiền? Cái nào ạ? Cái này thì cứ bỏ trong nhà. Bỏ nhà trong nhà trong. Đấy. Đông đông người xem. Hoa đang thả ra luôn. Đấy, cứ tiếp khách đi để em tôi nước quay. Đây là đôi người ta đấy. Đấy, một đôi. Đứng phát là rất là đông. Đông người xem. Bán dòng các bạn. Tiền thì không có. Bác nhìn thấy mẫu đơn thải của em được không? Quá đỉnh luôn. Đông chưa? Đấy, các bố đi chơi gì. Cái này của chú. Bao tiền đấy ạ? 20 triệu. Đấy, nếu mà không được có, nếu bán lại thì mua cái này. Mặt này thích quá nhỉ. Mặt này mới là mặt phẳng. Vâng. Đấy, ba vai đẹp đấy. Vừa làm ba vai xong lên nhiều đầu cũng được. Đẹp. Xanh Nam Điền. Đấy, mà cả là không bán. Anh mà cả em bán em mà con chó.
chuẩn đấy. Đây mà cả không bán đâu. Bên này là hôm nay được cái nó cũng như là hoài nuôi càng nuôi càng đẹp, nuôi càng đẹp. Cơ này, cơ này nuôi lâu là nổi da, da đồng lên. Cơ này nuôi là miến. Bên này là của ông khác không? Đây ở kiểu như giống như điện hạt này. Ui. Đấy, cho bố đang thích cái lộc vừng kìa. Lộc vừng ngon đấy anh ạ. Lộc vừng ngon đấy. Được không anh? Quá được. Khỏe khoắn. Xem lại cây. Anh thầy chủ quay suốt mà. Vâng. Cứ đi lang thang cho vui. Đi vào à. Cây của Kỷ Lực, cây xanh Nàng Điền đấy. Sáng nay có vẻ là người đông hơn cây. Đây cái cây to to, các bác xem số của Kỷ Lực đấy nhá. Đẹp thế này mà người thương vẫn chưa thấy nhỉ. Người thương vẫn 60 nhỉ, đúng nhỉ? 65. Cứ sờ đi. Đâu? Ừ. Để vạch vạch đi. Để xoay đá cho nó được. Đấy. Cây này mà cảnh quan mà chơi vườn hoặc chơi cơ quan quá đẹp, gấp luôn. Cơ quan chỉ nên chơi như này trở lại thôi. Form dáng nó đầy đủ, hoành tráng, cơ quan là hoành tráng. Đẹp quá nhỉ. Nhìn cây này mà cây lên sân mà nổi lắm đấy. Có sân cây những loại này mới gấu. Dính rồi. Quả chi chít luôn. Quả giờ bật lá chưa quả ra ngay. Này kia sân nổi lắm. Sân nực. Nhất là sân cơ quan nhé. Cây loại này thì có đẳng cấp. Đấy, tiếp xỉu à, như nhờ. Đấy, vất vả lắm, chỉ ăn với ngủ thôi, vất vả lắm. Cả đêm đi bán cây, đấy. Không được ngủ, bây giờ tranh thủ. Anh em thương thì mua biếu cho cháu mấy thùng bia với đây. Mấy thùng bia, mấy cây vàng. Thùa chưa vui nhưng mà cũng vất vả các bạn. Kê kích rồi đi lại lại bạn. Đây các bác xem cây này nhá. Cây anh à, thấy cái gì không anh? Này chợ ít cây quá. Sang à, đây sang bác này tí. Đó, gặp bác này nay mới được nói chuyện chủ cây đây. Đó, cây đẹp quá nhỉ.
Hôm nay cây đấy bao tiền em? Đây đang chào giá 30 triệu. 30 triệu, đấy. Nghe thấy hợp lý rồi đấy. Đó, nó hợp lý dần. Đang nào mình đấy. Vừa đi kiếm tiền vừa đi chơi mà. Vâng. Bác là cũng ở trên Đan Phượng sao nhỉ? Đó là Mỹ Đức. Mỹ Đức. Khu vực Ba Thá. Vâng. Anh cho xin cái số liên hệ đấy, anh em lại đối lại trước có rồi. Có rồi. À đầu ô tô đấy nhỉ. Chả nhớ với ai. Nhưng mà khách hàng nào mà đấy. Mà yêu thương thì cứ liên lạc chú được. À được. Dạ. Thế thì em tí em phải lấy lại cái số của em nick chưa? Chuyển đổi cho anh. Ok. Đấy. Đây những cây này mà thích cây nào cứ alo thôi. Chờ tí tôi lấy cái số ở đầu ô tô này. Đấy có cái đôi trực Yên Chi ấy. Cây kia móng đẹp. Lấy được mấy cái vách nó xuống đẹp. Vách xuống. Nuôi vài lứa tốt um là vách tự nó phi xuống mà. Là được cây làng bóng rộng đẹp. Nó bóng đẹp. Về duyên. Cắt chơi. Đây nè, đưa lên tảng đá. Cao. Con này mà có bu bê đẹp rồi, nó phải hơn chục. Cái bóng làng rất rộng. Đáng làm nó có đẹp về chỉ việc chơi. Mở hàng được mấy chục cây rồi bác cả. Dạ, hôm nay chưa được cái nào. Đầu tuần còn các cán bộ còn đang họp. Đấy, cây này thay khá nhiều lần rồi. Khá nhiều lần được bác đấy 30 nghe là cũng hợp lý đấy. Các bác có điều có chơi kỹ quá không? Cây này về mà các bác làm cố gắng thêm một chút đá nữa thì là đẹp một chút thôi. Tôi không thích đá đâu, nhưng nhiều khi phải cần thiết phải dùng nữa. Cây này không quay rồi, có hai cây dáng siêu này. Đấy, ok các bác. Để tôi lại sang khu bác khác nhé.